Nào, tới giờ thả cá rồi. Ôi, smart thật đấy. Thả cá tranh thủ tắm luôn này thì muốn công được việc dễ hơn. Ui, mặn. Quá quá chân rồi. Đây rồi, nào thả cá đi nào. Ui trời, ui trời ơi, sướng thật. Khả năng là sợ cá không biết bơi cho nên em cố gắng là tranh thủ xuống để dạy bơi luôn, không sợ cá nó bị ấy, bị chìm. Ui, một chị gái dừng xe giữa cầu rồi. À, bật đèn khẩn cấp rồi. Rồi quẳng một phát luôn đấy. Cá chép kiểu gì này, bay phát từ độ cao 50 mét xuống thì không biết là còn sống được hay không mà về trời. À đúng là về trời luôn thật. Thả cá tên này được. À đây rồi. À, bay đi, rồi bay về trời đi. À. Ấy. Và như vậy là một cuông đang thả cá đấy. Cuông thả cá này thì khả năng cá nó còn sống được chứ, đúng không? Nào, ui đây gì đây? Ui rồi ôi, một túi luôn. Quăng thẳng xuống sông luôn. Ui rồi. Làm gì đây? Ui rồi, ui rồi. Đây là bất giác chứ thả cá cái gì. Chết thật. Đùa chứ tôi cũng không hiểu là sao có những con người ý thức kém như thế này. Buộc túi ni lông từ kia quăng xuống thì cá nào sống được hả? Ây, quăng ra thế này. Đây rồi, thanh niên thả cá đi ha. Đấy, đây thả cá nhẹ nhàng này đúng không? Thả cá. Cá như chưa thả ra đã bỏ thế kia thì về trời mất rồi. Thế làm sao mà công cô táo mà đi về được, bay về được. Cất lại ngồi vào. Thả cá chứ đừng có thả túi ni lông hay là vứt rác bừa bãi như vậy nha. Tôi chết rồi. Ông ơi. Anh ơi. Ông ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất tại Việt Nam mỗi ngày.